Đây, con sáp thấy chưa, 1.000 con gặp một con một thôi. Thì đây này, đó sáp nha. Thì cái tem rin này em mua là mọi người biết gần 50.000 một cái tem này này. Đấy, cho nó đẹp hơn mình sẵn sàng. Và mọi người kêu tại sao em không lột nó ra, thì nó không quan trọng, mình để cho nó phủ luôn đấy, cho nó phủ luôn, phủ bì luôn. Thế là sau này ví dụ như bong cái tem này thì còn tem kia vậy thôi, có gì đâu khó, thấy chưa. Bùa phép cũng được, không quan trọng. Mấy cái thánh kêu đỏ mà thằng này bùa ơi, em bùa vậy đó. Rồi vậy ê, nhìn con máy thèm chết mẹ luôn. Ê, trời ơi, tem rin á, ống đã thôi rồi. Rồi ok, coi như xong nha. Đây, nổ lại con sáp nè, nhìn kỹ, 1.000 con gặp một con một có sáp nè. Dọn xong rồi. Đây. Ghê chưa? Ôi 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 phế liệu, phế liệu. Nhiều thằng vô comment phế liệu, phế liệu, phế liệu nè, phế liệu nè, phế liệu, phế liệu nè, nhìn như phế liệu, phế liệu nè, phế liệu. Rồi ok, con này nhá, đó, nói nốt, con này nếu như mọi người thèm nó thiệt sự, đúng không, nó ngon mà, quá ngon, em mở hết cho mọi người coi đó, đâu có gì đâu phải ngại. Rồi đúng 2,9 triệu, khỏi mặc cả, đơn giản vậy, cần kiết là bao đẹp luôn, thấy không, thấy được là chơi thôi. Cần chơi rửa nó về là băng keo còn kẹo dính luôn này. Rồi, ok.